Xin chào tất cả anh chị. Ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị cách để chúng ta tạo và sử dụng một tài khoản Telegram anh chị nhé. Nếu anh chị dùng phiên bản website thì chúng ta có thể là vào telegram.org nhé. Còn nếu mà anh chị vào ứng dụng thì chúng ta sẽ tải ứng dụng về nhé. Em nghĩ là anh chị nên tải ứng dụng đi, nó sẽ tiện hơn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào App Store nếu mà sử dụng hệ điều hành iPhone nhé. Còn nếu mà sử dụng Android thì chúng ta sẽ vào CH Play nhé. Rồi vào ô tìm kiếm dưới cùng thì chúng ta sẽ ấn vào tìm kiếm là Telegram. Rồi ấn tìm. Đó, ở đây em đã tải về rồi nhé. Thì ấn vào mở thôi. Hoặc là chúng ta sẽ thoát ra. Ấn vào Telegram nhé. Rồi. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ điền số điện thoại của mình vào. Ở phía trên là Việt Nam. Ở phía chỗ 084 là mã quốc gia Việt Nam đấy chị. Thì chúng ta sẽ ấn số điện thoại vào nhé. Rồi chúng ta sẽ điền cái mã mà nó gửi về số điện thoại nhé. 0904 9052. Rồi ở đây chúng ta sẽ đặt một cái tên cho nó anh chị nha. Ví dụ như là đây em đang hướng dẫn, thành ra em đặt một tài khoản đại nào đó đi nhé. TK Demo đó 2022 này đi nhé. Sau đó ấn vào, có thể đặt ảnh bìa này, ảnh đại diện này anh chị. Anh chị ấn vào chọn ảnh. Đó, chúng ta sẽ đặt ảnh này đi, ví dụ là như vậy. Rồi nhá. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào continue này ở đây. Rồi. Họ nói là cho truy cập danh bạ không, thì nếu mà có thì ấn vào có, nó còn không thì ấn vào từ chối thôi. Em ấn ok. Ấn từ chối nha. Em đó rồi. Đó, đây là chúng ta đã tạo một tài khoản Telegram thành công rồi anh chị nhá. Rồi ở đây là tài khoản mới, thành ra nó có một quả trứng của con gà giống như là vừa mới nở ra đó anh chị. Đó, khá là thú vị đúng không ạ? Rồi ở đây nhá anh chị, phía dưới phần mô tả của video đó có một cái video khác hướng dẫn cho anh chị cách để bảo mật tài khoản Telegram và cách để chuyển sang tiếng Việt nhá. Bởi vì ở trong cái cài đặt này thì chúng ta không có ngôn ngữ là tiếng Việt đâu chị. Ở đâu anh chị nhá. Ở đây không có ngôn ngữ tiếng Việt, thành ra chúng ta phải cài nó vào trong này thì chúng ta mới sử dụng được phiên bản ngôn ngữ tiếng Việt. Thì ở dưới phần mô tả của video em đã có cái đường link hướng dẫn bằng video cách chuyển sang tiếng Việt và cách để bảo mật tài khoản Telegram rồi anh chị nha. Bên cạnh đó thì có một vài cái đường link nhóm để anh chị vào. Anh chị ấn vào đường link đó thì sẽ vào nhóm Telegram được luôn anh chị. Và follow kênh của dự án của mình luôn anh chị nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta vào nhóm ở trên Telegram luôn anh chị nhé. Bây giờ em sẽ chia sẻ anh chị vào phía dưới phần mô tả của video đó. Đem lấy ví dụ. Ví dụ anh chị đang xem video này á, thì anh chị ấn vào chỗ xem thêm này ở đây này nhé. Thì nó sẽ có một cái video, đây video bảo mật và chuyển sang tiếng Việt trên Telegram. Anh chị ấn vào chỗ Telegram này đây thì nó sẽ hiện thị ra nhá. Hiện thị ra đây, ví dụ ấn vào một cái thì nó sẽ chuyển sang video này đây anh chị. Video cách tránh mất tiền và hướng dẫn chuyển sang tiếng Việt ở đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nếu mà chúng ta vào nhóm Telegram đó, thì anh chị cũng sẽ vào lại nhá, vào lại thôi. Ở phía dưới phần mô tả của video nhá. Thì có nhóm này anh chị ấn vào đây, ấn vào thêm này ở đây tiếp. Rồi, thứ nhất là có nhóm coi VIP này, đây anh chị ấn vào đây. Rồi, ấn vào Safari này anh chị. Hoặc là Google cũng được, nó sẽ chuyển sang cho chúng ta liên kết để join vào. Rồi chúng ta ấn vào join group này thôi. Đó, ấn vào join group này đây anh chị nhá. Đó là chúng ta đã vào rồi, đó là cái thứ nhất. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại video tiếp. Rồi tiếp theo ở đây, nhóm thứ hai là nhóm Telegram cộng đồng của CamlyCoin, anh chị ấn vào lại tiếp thôi. Ấn vào Google cũng được hoặc Safari cũng được, nó sẽ dẫn đến cho chúng ta vào nhóm thôi anh chị nha. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào mở ở đây. Rồi, ấn vào join group này ở đây anh chị. Tiếp theo chúng ta sẽ vào lại video lúc nãy tiếp nha. Chúng ta sẽ vào lại video rồi ấn vào đây. Rồi cái nhóm Telegram thứ ba là ở đây anh chị lại ấn vào Safari hoặc là Google, nó sẽ chuyển sang cho chúng ta join vào group tiếp. Như thế là xong thôi anh chị. View Telegram này thì nó sẽ hiển thị ra chữ mở đây nhá. Chúng ta sẽ ấn vào join ở dưới cùng này này anh chị. Đó, như thế này chúng ta đã vào được rồi nhá.
Đó là những chia sẻ trong video ngày hôm nay của em. Nếu mà anh chị cảm thấy video này hữu ích thì nhớ ấn vào chỗ nút like này anh chị nhé. Và ấn vào chỗ đăng ký này ở đây. Ấn vào quả chuông luôn anh chị nhé. Ấn vào tất cả để khi có video ra thì anh chị sẽ là người đón nhận được đầu tiên nhé. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã đón xem video và hẹn anh chị vào những video sau ạ.